Người ta thấy rằng hiện nay có một không bao giờ mà cái người đó chỉ có tăng huyết áp mà né cái tiểu đường, hoặc là chỉ có tiểu đường mà không tăng huyết áp. Nói như vậy có nghĩa là hai cái này thực sự thì nó không có liên quan nhau, nhưng mà không hiểu tại sao á, là người thấy là lúc này lại rất nhiều bệnh nhân một khi đã tăng huyết áp thì cái tiểu đường nó hay đi kèm với nhau. Nhưng mà cái cơ chế hai cái là nó khác nhau rõ. Thí dụ như tăng huyết áp thì nó lệ thuộc ba yếu tố là tim, là mạch và máu. Nhưng mà tiểu đường là do cái tụy tạng nó không tiết ra được nhiều insulin để nó chuyển hóa đường. Do vậy mà là đường nó cứ giữ lại trong cơ thể. À, cơ thể thì cần đường, nhưng mà đường là nó tăng lên thì coi như không hấp thu được, cho nên đi qua nước tiểu là tiểu đường. Đấy, thành ra bây giờ ta thấy nó không liên quan nhau, nhưng mà thường là một lúc là người vừa bị tăng huyết áp nhưng mà vừa bị tiểu đường. Còn cái cơ chế gây ra tiểu đường là do cái tụy tạng ha, tuyến tụy không có tiết ra được cái insulin để mà chuyển hóa đường cho nên bị tiểu đường. Và cái đường đó người ta gọi là tiểu đường type 2 đó, tức là không lệ thuộc insulin. Vâng. Tăng huyết áp là một bệnh mà phải nói là hiện nay rất nhiều người mắc phải. Trước đây thì người ta thấy với những người mà trên 50 tuổi hoặc là có tuổi thì mới bị tăng huyết áp. Tuy nhiên gần đây người ta thấy với cái người trẻ lại là thí dụ như mới có 40 hoặc là dưới 40 cũng tăng huyết áp và kéo dài suốt mấy chục năm sau. Chưa kể là cái hệ quả của cái tăng huyết áp là làm cho tai biến. Đó là một trong những cái mà ta rất là ngại. Và người ta thấy rằng trong tổng số 100 người bị tăng huyết áp thì gần như là 30%, tức là khoảng 30 người trong số 100 người đó đi đến cái là tai biến mạch máu não. Giới thiệu ngay với lại tất cả quý vị là cái công ty Nespaco đã có một cái sản phẩm là Afarin. Cái sản phẩm này là cái công dụng chính của nó là ổn định huyết áp. Tôi xin nhắc lại là ổn định huyết áp. Trên cái cơ sở nào? Trên cái cơ sở là hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch. Đó là cái mà đặt ra. Và trong cái đơn của bài này là bài lục vị, tức là thuộc địa Hoài Sơn, Sơn Tùng, Đình Bá, Bạch Linh. Đơn vị là cái bài thuốc chuẩn, có nghĩa là bài thuốc nền cho cái Afarin này để điều trị là cái tăng huyết áp và đặc biệt là ổn định huyết áp lâu dài. Tóm lại, Afarin của cái công ty Nespaco, thực ra cái bài thuốc này là đã sử dụng hơn 20 năm và cái hiệu quả của nó là giúp cho huyết áp là ổn định lâu dài, chứ không phải là còn uống thì nó còn, nhưng mà khi ta không uống nữa chỉ trong vòng có một tuần thì nó lại tăng lên. Cái điều đó không có đúng.